Thái thấy chào đại gia đình của kênh Ngày Hai Bạc. Hôm nay thấy chia sẻ với cả nhà cách làm giá đổ mà không cần khăn nha cả nhà. Nè cả nhà nhìn nè, không cần khăn, không cần rổ luôn ha. Thì làm trong một cái nồi nhỏ xíu vậy nè, cả nhà cùng làm với thấy ha. Ở đây thấy sử dụng là 50g đậu xanh. Đó. Đó, thấy làm 50g à. Bây giờ mình lựa những hạt sâu ra nha cả nhà. Đó, mình khi mình chưa có ngâm, chưa có rửa thì mình lựa ra, giờ mình đem mình rửa 2-3 nước nha cả nhà. Cho nước vào, cái lúc này thì nó chưa có đẩy mầm, mình rửa sạch cái lớp bụi á, mình rửa mạnh tay được, còn khi mà mình đã ngâm rồi thì mình rửa nhẹ tay thôi. Đó, mình rửa như vậy nè. Thì thí rửa xong rồi nè, bây giờ là thí ngâm nha. Ở đây thí ngâm 15 giờ nha cả nhà. Thì mình ngâm 15 giờ mình rút ngắn được cái thời gian mà thu hoạch nha cả nhà. Thay vì thu hoạch là 3 ngày mà mình ngâm 15 giờ thì chỉ có 2 ngày mình thu hoạch thôi ha. Rồi thí ngâm xong thì để đây, ngày mai mình chờ 15 giờ mình sẽ làm. Thì cái đậu thí ngâm sau 15 giờ nè cả nhà, nó chuẩn bị nảy mầm, nứt hết trơn rồi nè. Mà thí để ý nha, nếu mà mình ngâm mà trời này nắng gắt á thì 15 giờ nó nảy ra mầm á, rất là dài. Còn cái này 15 giờ mà mấy bữa nay trời mưa á, cái đậu mình ngâm 15 giờ mà nó không có ra mọng dài nha cả nhà. Đó, bởi vì trời nắng thì mình làm giá nó sẽ mau thu hoạch hơn. Rồi, bây giờ thí rửa 3-4 nước cho nó sạch cái lớp xanh xanh này, bây giờ thí chuẩn bị làm nha. Thí cho vào cái nồi như vậy nè. Rất là đơn giản cả nhà, không có dùng rổ thau gì, nói chung là tại thí để vô cái nồi vậy đặng sẵn có cái nắp á thì cả nhà mình dùng thau cũng được. Thí dùng nồi đặng cho có cái nắp nó mình đậy là mình khỏi trùm cái bọc đen ha, tại vì khi mà mình làm thì mình phải trùm cho nó kín lại để cho cái giá mình nó sẽ trắng nha cả nhà. Giờ đó thì cho vào cái nồi như vậy thì đậy nắp lại. Sau 8 giờ là mình không cho uống nước nha cả nhà. Sau 8 giờ mình mới cho uống nước, là 3 tiếng uống lần. Đó, rồi sau ngày thứ nhất rồi nè cả nhà. Đó, cả nhà thấy đều không? Tại vì á, cả nhà biết sao mà thí nói là sau 8 giờ mình mới cho uống nước không? Vì 8 giờ đó đó, tại vì giá mình đã ngâm, đậu mình ngâm trong nước rất là lâu, 15 giờ rồi, cho nên là mình đã để cho nó khô lại. Nó sẽ nảy mầm mau hơn nha cả nhà, nó sẽ lên đều hơn. Đó, bây giờ thí cho uống nước nha. Thì mình cho uống nước mình chỉ cho 1-2 phút thôi nha cả nhà, chứ không để lâu nha. Đó, và cái vỏ nó nứt, nó bung ra như vậy mình cứ để luôn đi, để cho nó giữ độ ẩm nha. Làm với cái cách này thì cả nhà nên lưu ý giùm thấy ha, thì mình trắc nước phải cho thật là kỹ nha cả nhà. Còn nếu mà mình sợ mình trắc nước không kỹ thì cả nhà có thể là lót cái rổ ở dưới ha. Thì khi mà mình lỡ mình trắc nó bị sót á, không có sao. Còn nếu mà mình để như thế nha, tại thấy làm quen rồi thì để luôn như vậy. Còn nếu cả nhà mình nó sợ mà mình không quen á, mình trắc nước mà bị dư lại á, thì nó sẽ bị úng giá nha cả nhà. Thì cả nhà lưu ý giùm thấy ha, để làm thành công. Đó, thì chắc chút hết cái nồi xuống nghiêng như vậy nè. Đó, như vậy là nó không có động ở trong cái nồi. Đó, giờ tiếp tục thí đậy lại ha. Hôm bữa để vô có chút xíu mà nay lên hơn nửa nồi nha cả nhà. Để ngày mai thí xem coi thu hoạch được không cả nhà. Sau 2 ngày rồi nè cả nhà. Bây giờ để thí mở ra xem coi nha, cái giá mình thu hoạch được chưa. Wow, cả nhà nhìn nó đầy nồi luôn rồi nè. Đó, có 50g đậu xanh thôi đó cả nhà. Quá chừng luôn. Mà với cái cách làm này á, thí thấy là cái cách này là dễ nhất trong các cách làm giá nha cả nhà. Thì nếu mà ai mà mình làm hay bị hư bị úng thì mình có thể là áp dụng cái cách này ha, rất đơn giản mà hiệu quả, coi như là thành công 100% luôn. Tại vì á, cả nhà biết sao không? Nếu mà cả nhà thích ăn hơi dài hơn thì mình có thể 3 ngày ha. Còn thí á, thường là thí thích ăn cái giá mà lùng lùng mập mập, cho nên là nó sẽ ngọt, sẽ rất là ngọt luôn, cho nên là thí thu hoạch luôn nha cả nhà. Cả nhà biết sao mà nó công công như vậy không? Tại vì á, mình á, làm cái cách này á, là nó không có định được cái rễ mà nó thẳng đứng xuống. Tại vì khi mình cho nó uống nước á, là nó nổi lên tùm lum hết, cho nên là nó đều, rất là đều, nhưng có cái là nó không có thẳng nha cả nhà. Thành ra mình nhìn mình thấy là tưởng là không có dài, chứ thật ra là rất là ngon luôn cả nhà, lên rất là đều nè cả nhà nhìn nè. Để hố thí lấy ra hết cho cả nhà xem ở dưới cái đít nồi ha. Ở trên với ở dưới là y chang luôn, không có khác cái chút nào hết á. Tại vì á, mình làm cái cách này á, thì giá nó lên rất là đều cả nhà. Đó, thấy không cả nhà, thấy không? Thì với cái cách này mình làm chỉ có 2 ngày thu hoạch thôi, rất là đơn giản mà nhanh nữa. Thì mình có giá ăn trong gia đình, mình muốn ăn giá mình làm có 2 ngày là mình được thu hoạch cả nhà, không có cần ra ngoài mua ha.
làm nhà giá sạch nó ăn nó an toàn đó cả nhà ơi. Thì thôi Thí chia sẻ cái video cái cách làm giá đổ rất là đơn giản, không cần khăn nha cả nhà. Thì cả nhà nên áp dụng ha, để có giá sạch ăn trong gia đình mình. Thì mình làm xong rồi, lỡ mình làm nhiều quá thì mình cứ đem để vào ngăn mát tủ lạnh nha cả nhà. Thì mình để ăn khoảng một tuần 10 ngày nó không hư luôn. Tại vì giá nhà mình làm á, nó rất là lâu hư cả nhà. Đó, thì thôi Thí dừng video đây. Nếu cả nhà mình thấy hữu ích thì tặng Thí một like nha. Và nhớ đăng ký kênh, ủng hộ Thí làm những video tiếp theo hay hơn. Thí bye, chào tạm biệt, hẹn gặp lại những video sau.